Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin nếu ông Nguyễn Phú Trọng không khéo, có thể Nguyễn Hòa Bình và Lương Cường sẽ làm loạn. Trước đây, Ủy viên Bộ Chính trị chỉ có 16 là đủ. Tuy nhiên, Trung ương Đảng khóa 12 đã xảy ra việc kéo bè kết cánh rồi đánh thuốc nhau. Bộ Chính trị bầu bổ sung và đó là tiền lệ để hôm nay Bộ Chính trị lạm phát thành viên lên tới 18 người. Với 16 Ủy viên Bộ Chính trị là bố trí vừa đủ. Tuy nhiên hiện nay, vì Bộ Chính trị có đến 18 thành viên nên đã thừa hai người. Vậy câu hỏi đặt ra là hai người thừa đó là những người nào? Đó chính là Nguyễn Hòa Bình, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Vị trí chánh án của ông Nguyễn Hòa Bình chỉ là Ủy viên Trung ương Đảng. Vì thế, việc ông Nguyễn Hòa Bình chấp nhận ngồi lại chiếc ghế chánh án chỉ là giải pháp tạm thời. Việc ông Nguyễn Phú Trọng không nhét được Trung Hòa Bình vào vị trí cao hơn thì rất có thể sẽ tạo cho ông này sự bất mãn. Đây là hình ảnh ông Trương Hòa Bình ngồi lì ở ghế Phó Thủ tướng Thường trực, một rắc rối trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Người thừa thãi thứ hai đó là ông Đại tướng Lương Cường, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cũng như ông Nguyễn Hòa Bình, ông Lương Cường cũng đang ngồi chiếc ghế dành cho Ủy viên Trung ương Đảng. Điều chớ trêu là hiện nay ông Lương Cường có cấp bậc lớn hơn ông Phan Văn Giang. Ông Lương Cường mang hàm Đại tướng, ông Phan Văn Giang làm hàng thượng tướng, nhưng ông Phan Văn Giang lại là sếp của ông Lương Cường. Át hẳn, ông Lương Cường sẽ không thoải mái khi ngồi chiếc ghế chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Được biết, ông Lương Cường cũng đang trông đợi được bố trí sau bầu cử Quốc hội. Nếu không được bố trí, rất có thể ông tướng này sẽ sinh ra bất mãn. Mà khi để tướng quân đội bất mãn, thủy nghi to rất lớn. Bản thân ông Nguyễn Phú Trọng thì lúc nào cũng muốn kéo cho nhiều người vào Bộ Chính trị để gây thanh thế. Tuy nhiên, chức vụ dành cho Ủy viên Bộ Chính trị thì ít mà số người lại đông, không cách nào khác bố trí cho vừa. Vấn đề là liệu ông Nguyễn Phú Trọng có loại ai ra khỏi Ban Bí thư để bố trí hai người này lại hay không? Nguyên nhân vì đâu đã gây ra hiện tượng thừa thãi như vậy là điều mà dư luận đang đặt ra. Như đã nói về việc tăng thành viên Bộ Chính trị gây ra hiện tượng thừa. Tuy nhiên, hiện còn có nguyên nhân khác, đó là do người bị loại không chịu trả ghế và người không đủ điều kiện chiếm ghế người có đủ điều kiện. Trường hợp người bị loại cố bám ghế là ông Trương Hòa Bình. Ông này đã ngồi lì ở ghế Phó Thủ tướng Thường trực, làm ông Nguyễn Hòa Bình mất cơ hội vào chính phủ. Theo những kết quả sau Đại hội 13, ông Nguyễn Hòa Bình sẽ làm một Phó Thủ tướng đảm nhiệm mặt tư pháp của chính phủ. Tuy nhiên, đến cận ngày nội các được công bố, mọi chuyện bị đảo lộn khi có sự sọc tay của ông Trương Tấn Sang để giữ Trương Hòa Bình ở lại. Và việc can thiệp này được cho rằng làm nhiều người bị hỏng ăn, đó là ông Phạm Bình Minh chưa thể nào ngồi vào chiếc ghế Phó Thủ tướng Thường trực được. Ông Nguyễn Hòa Bình không được vào chính phủ. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng không giải quyết dứt điểm vấn đề này, thì ông Nguyễn Hòa Bình bất mãn thì sinh ra bất lợi cho ông Nguyễn Phú Trọng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hòa Bình đang ngồi vào chiếc ghế không xứng cho chức Ủy viên Bộ Chính trị. Theo như được biết, thì ông Nguyễn Hòa Bình là người nước đôi. Ông này dễ bị mua chuộc. Ông Nguyễn Hòa Bình là con người đạp lên pháp luật, không chớp mắt, nên ông Phạm Minh Chính rất cần để mạnh tay với thế lực khác hay ít ra làm cho thế lực khác lo sợ. Việc Nguyễn Hòa Bình được Phạm Minh Chính mời mọc về chính phủ, nó làm ông Nguyễn Phú Trọng không còn tin cậy ông Nguyễn Hòa Bình nữa. Mà thay vào đó, ông tin cậy vào con người hết thời như Trương Hòa Bình. Kẻ bị loại ra khỏi Trung ương Đảng và đang bị loại ra khỏi Bộ Chính trị mà làm một Ủy viên Bộ Chính trị đắng cay ngồi lại ghế của một. Đây là một hành động làm cho ông Nguyễn Hòa Bình cay đắng. Nhiệm kỳ trước, ông Nguyễn Hòa Bình là thành viên của Ban Bí thư, tuy nhiên do hám danh mà Nguyễn Hòa Bình đã không được Nguyễn Phú Trọng tin tưởng giao phó. Và dư luận đặt ra tiếp vấn đề là Lương Cường cũng là thế bí cho Nguyễn Phú Trọng. Ở nhiệm kỳ này, ông Trọng đang tin cậy lực lượng quân đội. Bằng chứng là quân đội có hai Ủy viên Bộ Chính trị. Tuy nhiên, xưa nay, bên quân đội chỉ cần Ủy viên Bộ Chính trị có một người là đủ, nhưng giờ có đến hai người. Và sự thừa thãi này là điều tất nhiên. Đáng lẽ, ông Lương Cường đã làm được chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Nhưng đến cận Đại hội 13, ông Phan Văn Giang lật kèo lấy chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Việc không còn tin tưởng ông Lương Cường chuyển sang trọng dụng Phan Văn Giang đang là một ẩn số. Chưa hết, trước đây, ông Nguyễn Phú Trọng Nghĩa là phó của ông Lương Cường, giờ lại nắm chức trưởng ban tuyên giáo, thì xem như ông Nguyễn Trọng Nghĩa nắm chắc suất Ủy viên Bộ Chính trị
vị trí trưởng ban tổ chức trung ương cao hơn vị trí chủ nhiệm tổng cục chính trị một bậc, cũng là dân tuyên huấn trong quân đội, mong Trọng lại chuộng cấp phó của ông Lương Cường. Đấy là dấu hiệu cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng đang bỏ rơi ông Lương Cường. Cũng có ý kiến cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng chắc chắn sẽ sắp xếp một chiếc ghế cao hơn cho ông Lương Cường sau bầu cử quốc hội. Tuy nhiên là vị trí nào thì hiện nay vẫn chưa rõ ràng. Nếu để Lương Cường ngồi lại ghế cũ, ắt hẳn ông Lương Cường không cam lòng. Đây là hình ảnh ông Lương Cường cũng đang ở tình cảnh giống Nguyễn Hòa Bình. Vào năm 2012, để kết nạp ông Vương Đình Huệ và Nguyễn Bá Thanh vào Bộ Chính trị, ông Nguyễn Phú Trọng đã cho khôi phục lại hai ban đã giải tán trước đó là Ban Nội chính Trung ương và Ban Kinh tế Trung ương. Đấy là khôi phục ban cũ. Tuy nhiên, nếu ông Trọng muốn lập thêm ban vệ để bố trí hai ủy viên Bộ Chính trị thừa thãi, thì lập ban gì đây? Bộ máy nhà nước và bộ máy đảng vốn đã cồng kềnh, nay lại càng cồng kềnh hơn. Còn nếu vẫn ban vệ như vậy mà nhét thêm hai ông ủy viên Bộ Chính trị thừa kia, thì nhét như thế nào? Phải loại bỏ ai đó thì mới có thể nhét vào được. Thông thường, ủy viên Bộ Chính trị là người được giao những chức vụ quan trọng trong đảng và trong nhà nước. Việc lập thêm ban vệ là điều khó khăn vì khi lấy ý kiến trung ương sẽ phải gặp phản đối. Với lại, phe của Phạm Minh Chính vẫn chưa mạnh mà thêm vào ban bí thư hai ủy viên Bộ Chính trị nữa thì sẽ áp đảo chính phủ. Như vậy thì chưa có kỳ đại hội nào mà chuyện phân chia quyền lực lại rắc rối như kỳ đại hội lần thứ 13 lần này. Nhiều suất đặc biệt hơn trước đó 5 năm, nhiều trường hợp bất thường hơn. Điều đó chứng tỏ tại Trung ương Đảng cũng không đồng thuận gì, những tỷ lệ gần 100% mà người dân thấy chỉ là vở kịch sau khi chia chác được ngã ngũ. Và hiện nay ông Võ Văn Thưởng vẫn đang là một ẩn số. Không biết với những ủy viên Bộ Chính trị thừa thãi kia thì ông Thưởng có cần kết nối hay không? Hiện nay đứng sau lưng ông Nguyễn Phú Trọng, ông Võ Văn Thưởng vẫn chưa thể hiện được gì cả. Và câu hỏi đặt ra và mong chờ là bao giờ Hội nghị Trung ương 3 sẽ diễn ra? Theo như dự đoán, Hội nghị Trung ương 3 sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7. Hội nghị có thể diễn ra trong vòng 2-3 ngày nếu bàn bạc nhiều hơn. Hội nghị này là vô cùng quan trọng vì nó sẽ chốt danh sách nội các chính phủ và đó là cố định, không thay đổi gì nữa, ngoại trừ có trường hợp bất thường như quan chức bị chết hay bị cách chức vì vi phạm pháp luật. Hội nghị Trung ương 3 là cơ hội cuối cùng để Nguyễn Hòa Bình và ông Lương Cường đòi hỏi quyền lợi cho mình. Ông Nguyễn Hòa Bình ắt hẳn không hài lòng với chức chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và chắc chắn ông Lương Cường cũng không hài lòng với chức chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng sẽ phải giải bài toán khó trong thời gian sắp tới. Ông Nguyễn Hòa Bình thì gian trá, bất chấp và rất thâm hiểm. Ông Lương Cường thì là tướng quân đội. Việc để tướng quân đội có tầm ảnh hưởng như ông Lương Cường bất mãn là không nên tí nào. Đó là hai bài toán mà ông Nguyễn Phú Trọng phải cần giải cho xong. Ông Nguyễn Phú Trọng chắc chắn sẽ rất bận bịu trong những ngày sắp tới. Ông phải khởi động lại cái lò mà ông đang vận hành để tiếp tục cho củi vào để duy trì lửa. Đồng thời, trong vấn đề bố trí nhân sự, ông cũng phải làm sao xoa dịu nỗi ớt ức do đang phải chịu thiệt thòi của Nguyễn Hòa Bình và Lương Cường. Kể ra thì đây cũng toàn là những nhiệm vụ khó khăn và liệu rằng với những con người tuổi già sức yếu như Nguyễn Phú Trọng có làm toàn vẹn được vấn đề hay không? Thực ra thì cũng không dễ. Nếu ông Trọng lo không xong thì trong 5 năm nhiệm kỳ của ông sẽ có nhiều vấn đề, nhiều chuyện diễn ra trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam để người dân thấy được bộ mặt thật của cái đảng này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin Nếu ông Trọng không khéo, có thể Nguyễn Hòa Bình và Lương Cường sẽ làm loạn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.